Rồi máy đã được vệ sinh xong anh em ơi. Lại tiếp tục ốp máy lên cho anh em. Cục máy này là Tuấn làm cho người anh em ở xa. Nhìn lớn thấy bài này thì anh em không có đua bơi thì Tuấn làm cái bài này là 54 3 bạc, 54 3 bạc. Cái bài này thì cho anh em mình đi chơi thoải mái, còn đi tour thì cũng ok luôn nha anh em. Đi tour cũng ok luôn, nhưng mà mình nếu mà đi tour xa thì luôn luôn là anh em phải nhớ một điều là phải nên hiểu cục máy mình và cho cục máy mình nghỉ ngơi đúng lúc là ok nha anh em. Chứ không thể nào mà gọi là đi tour là bơm thẳng cửa riết được nha anh em ơi. Lát cắt khúc vô nhớt nha. Rồi mày đang quay luôn hả? Ừ. Chứ sao? Quần anh gắt. Cái nào? Đó. Quay chung cái quần gắt. Show hàng. Show hàng là cả thế giới. Bỏ clip đi. Bơm nhất zin nha anh em, luôn luôn là vậy anh em ơi. Bên thì chữ Đa Liêm, bên thì chữ Honda. Nói chung cầm
Xe này là hai hãng hợp tác nha anh em. Ủa bên đây nè. Máy là máy City Dalim. City Dalim nè. Còn cái lốc Honda đó là tại vô lửa 6 cục mới vô lốc Honda đó. Vậy thì nó tuyệt màu. Tuyệt màu hết. Mới hả? Xúc bắp Ate thì cho anh em xúc bắp Ate cò da thì cho nó hạn chế cái độ, nó chỉ có tác dụng là hạn chế cái độ giả cò cao nha anh em, với lại là nó sẽ không có lúp bê dính xúc bắp bậy nha anh em. Còn ngoài ra thì đi xúc bắp tiện như xưa giờ thì cũng ok nha anh em, chứ không phải là xúc bắp tiện đi không được. Nói chung là quan trọng là cách mình làm thôi. Và rô đai và canh nó nhẹ nhàng trơn tru là xúc bắp nào đi cũng ok hết nha anh em. Hôm nay cái nó sáng trời sao á. Không phải mắt tao mờ nữa. Mắt tao nhìn gần không được rồi. Hôm trước là nhìn gần được. Nhìn xa không được, bây giờ nhìn xa gõ băng, nhìn gần không được. Rồi xong. Sáng sớm mà trời đã mưa rồi anh em ơi. Thì mưa quá quả quá. Rồi, máy xong rồi. Giờ lên cho em nổ rô đai. Rồi gác máy lên đi. Thì như Tuấn nói là cái bài này thì anh em mình muốn đi vừa phải. Chút nữa nhét cái dây này vô nha. Anh em mình muốn chỉ cần bóc nhẹ linh hoạt nhạy cho anh em thì anh em đi bình 110 cũng ok nha. Đi bình 110 nha anh em, đi bình 100 thì nó sẽ không có đủ lực. Đi bình 110 trở lên thì vẫn ok cho anh em, vẫn có tốc độ cho anh em đi chơi đi tour luôn. Thì có những anh em nào mà muốn máy mình sẽ căng hơn, phát hết lực máy thì anh em lên bình lớn. Còn anh em không cần thiết thì anh em đi bình nhỏ thì bình 110 cho tới bình 125 rồi bình 110, có nói chung là bình 110 trở lên là cũng ok nha anh em. Thì cái bài này Tuấn làm cho anh em là để anh em đi chơi,
đi tour cũng ok luôn. Nhưng mà luôn khuyến cáo anh em gái là mình là dòng máy máy nhỏ, nếu mình đi chơi tour xa thì cái gì cái anh em mình cũng phải nên sắp xếp thời gian cho máy mình nó nghỉ ngơi. Khi mà máy mình quá nóng cần thiết nghỉ ngơi giải nhiệt thì anh em phải nên cho máy nghỉ nha, chứ cũng không có nên đi thẳng cửa suốt đoạn đường đi chơi nha anh em. Thẳng cửa suốt là nguy hiểm máy nha anh em. Còn như cái bài này thì nếu mà nói về đi xa, đi chơi xa mà cái khoảng đường xa, ví dụ khoảng 200 cây đổ lại thì rất là tốt nha anh em, bình thường. Nhưng mà trong cái đoạn đường đó thì cũng cho máy nghỉ khoảng ví dụ mà 100 cây nghỉ, 50 cây nghỉ lần, nghỉ khoảng 2-3 lần thì càng tốt nha anh em. Nói chung mình đi thẳng cửa hết cũng được, nhưng mà đi thẳng cửa hết thì anh em cũng biết rồi đó, máy nóng và không được nghỉ, không được nghỉ máy giải nhiệt thì sự mài mòn của nó rất là cao, thì máy mình nó sẽ mau xuống và mau xào máy. Đó là cái vấn đề do cách anh em mình đi thôi. Còn anh em mình đi kỹ, cho máy nghỉ ngơi đúng lúc thì cục máy luôn luôn rất êm ấm và rất ok cho anh em. Đây cho em nó nhẹ nhàng tí xíu rồi Tuấn sẽ test nhẹ vài cái cho anh em mình tiếp tục xem. Ok anh em, máy xong rồi thì chuẩn bị test nhẹ cho anh em xem, test nhẹ vài cái cho anh em xem rồi xuống máy giao cho đứa em vậy. Cái máy này dọn thì lốc này không có sơn nha anh em, lốc này là lốc nhôm không sơn. Nếu mà sơn lên thì nó, nếu mà sơn lên màu đen màu bạc gì đó thì nó cũng sẽ đẹp hơn, thì mỗi anh em mỗi ý. Là lòi màu nhôm ra nha anh em. Nói chung như vậy thì đẹp màu nguyên cục máy cũng đẹp. Yeah.
Tuấn test nhẹ vài cái nha anh em. Thì máy nói chung thì mới vừa hơi nhẹ thôi, cũng chưa nhẹ lắm nên không có dám quýnh nhiều. Chỉ test vài cái nhẹ vậy cho anh em mình xem. Thì hiện trạng là em nó là đang đi bình 110 nha anh em. Bôi móc theo bài. Thì sau này anh em về muốn nó căng hơn nữa thì anh em chỉ cần vô bình lớn là xong nha. Rồi máy thì rất là êm nha anh em. Rồi chỉ cần vài anh em mình rô đai kỹ như Tuấn dặn, rô đai kỹ nhẹ nhàng khoảng trong vòng 3 lít xăng, không đi xa, không róng máy tại chỗ, chỉ đi nhẹ nhàng thôi trong vòng 3 lít xăng thì máy nó sẽ qua hết giai đoạn rô đai và sẽ cho anh em chúng ta cục máy sẽ rất là tốt nha anh em. Nó quan trọng là anh em phải kỹ cái nước rô đai, đừng có gấp. 3 lít xăng thì chia ra trong vòng 2-3 ngày là cũng hết rồi anh em ơi. Anh em gấp là máy sẽ không tốt, còn anh em rô đai kỹ, không gấp, trong vòng 3 lít xăng đi nhẹ nhàng, không róng máy, không đi tốc độ cao và không đi xa, chỉ đi gần thôi. Xong hết 3 lít xăng là cục máy sẽ tự động hết rô đai, sẽ rất là tốt cho anh em mình. Rồi trước khi kết thúc cái clip để Tuấn xuống máy Tuấn giao cho anh em thì Tuấn cũng nói lại cái bài này cho anh em mình biết là gen lớn Thái tan pha lòng 72 cam 24-27 cam lộn cam 7 ly rưỡi xúc bắp ATE 24-27 rưỡi máy. Chú bắp ATE 24-27 nha anh em. Bài này là bài cho anh em mình đi chơi, đi tour luôn. Nhưng cái gì cũng vậy, mình cũng phải hiểu được cái cục máy của mình. Ví dụ mình đi chơi xa rồi, một đoạn đường xa rồi, mình nên hiểu cục máy và luôn luôn cho cục máy nghỉ giải nhiệt đúng lúc là sẽ rất là tốt. Một lần giải nhiệt, nghỉ giải nhiệt 25-30 phút là ok rồi anh em. Và tiếp tục anh em đi tiếp thì sẽ luôn cho cục máy rất là ok nha anh em. Rất là tốt cho anh em mình và bền cho anh em mình đi chơi lâu nữa. Rồi hôm nay Tuấn chia sẻ clip này, hôm rày là Tuấn nhà cửa có trời mưa rồi dột, rồi Tuấn sửa nhà lặt vặt tùm lum không có lên clip. Thì hôm nay nhà cửa xong rồi thì Tuấn mới lên lại cái clip này trong mấy ngày qua. Thì rồi cái cục máy này Tuấn làm từ máy máy rim quay lên cho anh em vẫn là như giá cũ nha anh em, là gen lớn Thái trái 54 xúc bắp 24-27 cho anh em là 6.800.000. Còn nếu anh em đó là đi xúc bắp tiện và cò gen thì vẫn là ok như từ xưa tới giờ. Ở xúc bắp tiện vẫn đi ok từ xưa tới giờ, không có gì hết. Còn xúc bắp ATE là xúc bắp mới sau này thì nó hạn chế cái giả cò. Thì anh em muốn đi xúc bắp ATE cò da thì anh em thêm 500 nữa. Còn anh em không đi xúc bắp ATE cò da thì vẫn là 6.800.000 nha anh em. Cũng không cần thiết đi xúc bắp ATE cò da nha anh em, chứ không phải là bài nào cũng phải cần đi xúc bắp ATE cò da. Cò tiện, xúc bắp tiện cò zin đi vẫn ok, vẫn im bình thường. Chỉ cần anh em mình rô đai kỹ là vẫn im, im và bền nha anh em. Rồi clip sau bao ngày Tuấn trở lại tới đây, Tuấn xin tạm dừng nha anh em. Tuấn xin tạm dừng. Chúc anh em chúng ta cuộc sống luôn thành công và hạnh phúc. Câu đó là thà dư chứ không thiếu nha anh em. Luôn thành công và hạnh phúc. Đó là tâm huyết của tất cả anh em chúng ta. Mưa quá anh em ơi. Sáng sớm mà trời đã mưa rồi.
Rồi Tuấn xin tạm dừng clip tại đây và hẹn lại anh em clip sau nha. Tuấn xin chào tất cả anh em.